8 tháng 3, tôi có đi mua một giỏ tặng vào xã tôi. Nhà có được các ông chồng tặng hoa không? Ngày quốc tế của tôi. Tôi đến khu vực bán hoa đây mọi người nhé. Sẽ mua một giỏ về tặng vào xã nhà mình. Em mua hoa tặng cho vợ nào. Không mua lá ngô. Đây mình lấy lá dứa nào được nè. Này á. Hoặc là lá dưới đi nè. Này á. Chị em nhìn xem giò nào đẹp và giúp mình thế nào. Mình và những người cái tên của mình ba mình
Chúc cho các em, các chị, các cháu chưa có gia đình thì sớm có người yêu và sớm lập gia đình. Nói chung là thế này, nó cũng là món chỉ dạy tinh thần cho các chị em thôi. Người cũng nên nhân dịp này mua tặng vợ, tặng người yêu, tặng bà, tặng mẹ. Chào mọi người nhé, chào tất cả các